Nhất kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư năm tháng 12 năm 2018. Bắt đầu phần bản tin của ngày hôm nay thì trong một hồ sơ nộp tại tòa ngày hôm qua thì điều tra viên đặc biệt Robert Mueller đã nêu lên việc cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump là ông Michael Flynn đã có sự hợp tác rất sớm và chân thành trong cuộc điều tra về can dự của Nga và bầu cử Mỹ. Vì vậy mà ông Mueller đề nghị rằng là có sự khoan hồng đối với ông Flynn. Văn kiện này có rất nhiều đoạn bị bôi đen để giữ bí mật, cho thấy rằng còn có rất nhiều chi tiết khác mà ông Mueller chưa muốn công bố vào lúc này. Ông Mueller đưa ra đòi lệ nghị với tòa khoảng 2, 2 tuần trước khi ông Flynn bị tuyên án, và chỉ mới hơn một năm sau khi ông Flynn trở thành một trong năm người thân cận với ông Trump, nhận tội trong cuộc điều tra về can dự của Nga. Ông Flynn bị kết tội là nói dối nhân viên FBI và các cuộc thảo luận của ông tại đại sứ Nga tại Mỹ, Tuy rằng là các công tố viên vẫn còn giữ kín các chi tiết liên quan tới sự hợp tác của ông Flynn vì các cuộc điều tra khác vẫn đang được tiến hành, thì Tổng thống Mỹ đang ngày càng tỏ ra giận dữ hơn về các cuộc điều tra, cũng như là đối với những người hợp tác với cuộc điều tra này. Tuần này, thì ông Trump đã cáo buộc cựu luật sư riêng của mình là ông Michael Cohen bị chuyện để có thể hy vọng được giảm án sau khi nhận tội nói dối trước quốc hội. Chuyển sang vần vần tin thế giới, thì tin của hãng thông tấn Reuters cho biết rằng một trận động tức mạnh khoảng 7.6 độ Richter vừa xảy ra tại một vùng biển phía đông ở New Caledonia ở Nam Thái Bình Dương sáng nay, có nguy cơ gây sóng thần. Người dân của thủ phủ Nomia ở New Caledonia cho biết rằng thành phố không bị thiệt hại. Tuy nhiên, thì hiện vẫn chưa xác định được tình hình của khu vực bờ biển phía đông và các đảo xung quanh. Nước cần đó là New Zealand cho biết rằng hiện đang điều tra và đánh giá rằng liệu trận động đất có thể gây ra sóng thần hay không, đồng thời dự đoán sóng thần có thể tiến đến nước này. New Caledonia là nằm trên một vành đai lửa của Thái Bình Dương, nơi đây tập trung phần lớn các trận động đất và hoạt động núi lửa trên thế giới. Tin của hãng AFP cho biết Ấn Độ Dương đã phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc hoạt động ở Ấn Độ Dương trong suốt một tháng qua, kể từ tháng 10 vừa qua, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ là Đô đốc Suman Lapa cho biết, có khoảng từ 6 cho tới 8 tàu ngầm đang hoạt động tại đây. Trước đó, thì Trung Quốc từng nói rằng việc cho các tàu chiến ở Ấn Độ Dương nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch chống cướp biển ở Vịnh Aden. Tuy nhiên, thì Ấn Độ Dương, Ấn Độ tỏ ra rất thận trọng sau khi lần đầu tiên phát hiện ra tàu ngầm của Trung Quốc kể từ khi vụ căng thẳng giữa hai nước vào vào năm ngoái. Cũng theo của tin của AFP thì lần đầu tiên y khoa thế giới ghi nhận được sự kiện một em bé được sinh ra từ tử cung hiến ghép tạng của người chết. Trước đó thì ca phẫu thuật ghép tử cung đã được tiến hành vào ngày tháng 9 năm 2016 tại Brazil. Mẹ em bé là một phụ nữ 32 tuổi bẩm sinh không có tử cung do mắc hội chứng hiếm gặp và người hiến tử cung là một phụ nữ 45 tuổi qua đời do đột quỵ. Bé gái đầu tiên này đã ra đời vào tháng 12 năm 2017 và việc mà thành công đầu tiên từ ca ghép tử cung hiến của người đã chết đã mở ra một cơ hội cho có thể giúp cho hàng ngàn phụ nữ không thể sinh con vì gặp các vấn đề về tử cung. Hiện tại thì giải pháp duy nhất để giúp những người phụ nữ bị vô sinh do nguyên nhân tử cung chỉ là sử dụng các dịch vụ mang thai hộ được cấp ghép. Và trường hợp đầu tiên sinh con thành công nhờ ghép tử cung của một người hiến vẫn còn đang sống là diễn ra vào năm 2014 tại Thụy Điển. Và kể từ đó đến đây thì đã có thêm 10 trường hợp sinh con bằng phương pháp này. Tuy nhiên thì trên thực tế, số phụ nữ có nhu cầu ghép tử cung cao hơn rất nhiều số người hiến có thể đáp ứng. Do đó thì nhiều bác sĩ đã nghiên cứu ra các phương pháp khả năng có thể sử dụng tử cung của những người phụ nữ đã qua đời, với hy vọng rằng có thể tạo thêm cơ hội làm mẹ cho nhiều người hơn nữa. Cho tới nay thì đã có khoảng 10 ca ghép tử cung người đã chết được tiến hành tại Mỹ, bao gồm là Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Và tuy nhiên thì trường hợp em bé sinh ra thành công từ phương pháp này là lần đầu tiên được ghi nhận tại Brazil. Chuyển sang phần tin tiếp theo là phần tin về thị trường. Thì theo tin của đài truyền hình ABC 7, thì đến đầu tháng 10, tháng 12 năm nay thì giá xăng ở Los Angeles và ở OC đã tiếp tục giảm 40 ngày liên tiếp. Giá xăng ở Orange County cũng tiếp tục giảm và tuy nhiên thì so với năm ngoái, giá xăng ở quận hạt này cao hơn 35 cent so với năm ngoái. Ở Orange County thì giá xăng xuống còn khoảng 3.5 đô la một ca và thấp hơn so với năm trước. Hiệp hội xe hơi của Hoa Kỳ cho biết rằng tại thời điểm này, cư dân Nam California đang phải trả tiền xăng nhiều hơn 40 cent so với năm ngoái. Vừa rồi là phần điểm tin trong ngày hôm nay. Các anh kính chào và hẹn gặp lại.